Xin chào mọi người. Trong clip này thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người việc lợi ích của việc chúng ta biết cách quảng cáo. Cái này nó là một cái câu chuyện mà nó sẽ mang lại cho anh chị rất nhiều lợi ích nếu chúng ta nắm bắt được cách thức làm quảng cáo. Lợi ích số 1 đầu tiên mà chúng ta có thể bàn đến đó chính là nó sẽ cho phép anh chị có thể làm việc, đó chính là chúng ta có thể tự vận hành được hoạt động kinh doanh. Ở đây chắc anh chị cũng thấy là thời đại này nó cũng khác với cả những giai đoạn trước. Lúc này là chúng ta sẽ thấy là công việc kinh doanh của mình nó sẽ phải gắn liền rất nhiều với Internet. Đặc biệt đó là việc chúng ta phải đẩy thông tin từ khách hàng. Nếu mà anh chị chúng ta thuê cửa hàng trực tiếp hay là chúng ta bán qua cái sàn thương mại điện tử, thì rõ ràng là chúng ta sẽ có một vấn đề, đó là phải lệ thuộc khá là nhiều trong việc tìm kiếm khách hàng. Và khi mà chúng ta thực hiện được hoạt động quảng cáo thì chúng ta sẽ tìm được khách hàng rất là tốt. Từ việc là có thể chạy được quảng cáo Google để khách hàng có thể tự search đến được này, quảng cáo GDN hiển thị này, quảng cáo tiếp thị lại này, rồi sau đó chúng ta có thể chạy quảng cáo tin nhắn ở trên đằng Facebook này, rồi quảng cáo tiếp thị lại, quảng cáo điền form và rất nhiều những hình thức quảng cáo khác. Và với việc tự vận hành hoạt động kinh doanh này thì chúng ta có thể tự chủ được các cái hoạt động bán hàng, rồi sẽ không bị lệ thuộc vào nhân viên. Và tiếp theo nữa là cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố liên quan tới vấn đề khách quan ở bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh, ví dụ như Covid vừa rồi. Ở rất nhiều doanh nghiệp chúng ta kinh doanh thực tế là bắt đầu mình sẽ thấy là mình mất đi cái nguồn khách hàng tự nhiên. Khách hàng người ta không đi ra ngoài đường nữa. Khách hàng bây giờ họ cũng khó khăn trong cái quá trình để họ tìm kiếm và mua sắm sản phẩm. Và lúc này chúng ta phải tiếp cận đến họ. Thì bây giờ các bạn không tự chủ được việc này mà chúng ta phụ thuộc vào nhân viên thì nó rất là khó khăn. Đặc biệt là nếu mà anh chị thấy là nhân viên mà nắm bắt được toàn bộ các hoạt động thì họ sẽ có thể bê nguyên hoạt động kinh doanh của chúng ta đi, và lúc này thì rõ ràng là chúng ta sẽ vừa mất tiền này, vừa mất nhân sự và mất rất nhiều thứ. Cho nên là các bạn phải học quảng cáo để tự vận hành. Còn nếu không nữa thì chúng ta còn biết cách việc nữa là gì ạ? Là nếu mà chúng ta xử lý được cái vấn đề về quảng cáo thì chúng ta có thể thuê được nhân sự và đơn vị để quảng cáo cho chúng ta hiệu quả. Khi các bạn nắm được cái cách thức hoạt động của quảng cáo và biết là quảng cáo nó hoạt động kiểu gì, nó vận hành ra sao, cũng như là định hướng phát triển, thì từ đó chúng ta có thể giải quyết được một vấn đề, đó chính là chúng ta biết được là cái chỉ số nó là bao nhiêu, hiệu quả đo lường nó như thế nào, vấn đề gặp phải của nó ra sao. Để từ đó thì khi mà chúng ta thuê nhân sự hay chúng ta thuê đơn vị khác làm thì chúng ta cũng có thể biết được là thế thì cái điểm rơi tài chính của quảng cáo nó như thế nào, hiệu quả của nó ra sao, nó phải chạy được như thế nào thì nó mới là cái quá trình hiệu quả. Chứ không, bây giờ chúng ta không nắm được, anh chị đi thuê thì nhất là chúng ta dễ bị lừa. Vì đặc biệt là cái vấn đề quảng cáo này rất là nhạy cảm. Nhiều người cứ nghĩ là bỏ tiền ra nó có hiệu quả, nhưng mà chưa chắc nó đã có hiệu quả. Và số liệu thì cũng phải là một quá trình chạy chúng ta mới đo lường được. Cho nên là bây giờ mình phải nắm bắt được. Đó chính là chúng ta phải biết được là nhân sự thực hiện như thế nào. Và tiếp theo nữa là đơn vị quảng cáo thế nào mới là hiệu quả. Phần việc thứ ba của việc là tự chạy quảng cáo mà anh chị biết cách làm, đó chính là chúng ta có thể, đó chính là chúng ta có dòng tiền đều đặn để chúng ta sang đầu tư các mảng khác. Gần đây chắc là anh chị thấy là chúng ta thấy cổ phiếu, bất động sản và coin đang là một trong những cái kênh đầu tư thu hút rất nhiều người. Và sau đó chúng ta cũng thấy là cái dòng tiền đổ dồn ở đây rất là lớn. Nhưng mà đi kèm với việc chúng ta đầu tư bất kỳ một mảng ngành nghề nào thì chúng ta đều phải có dòng tiền đều đặn. Tại vì anh chị thấy người ta gọi là buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hạt tiện. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là chúng ta kinh doanh bất kỳ cái gì, đúng không ạ? Chúng ta thấy buôn tài không bằng dài vốn. Và ai là người có vốn nhiều thì kinh doanh mảng gì cũng có thể triển khai thành công được. Tại vì là vốn của họ lớn, họ có thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn trong quá trình khởi động kinh doanh, cũng như là có vốn để có thể tái đầu tư tiếp khi thị trường nó khó khăn. Cũng như là đầu tư vào thị trường coin, anh chị thấy là ngày hôm nay khi ngồi làm clip này cho mọi người thì thị trường hôm nay là thứ sáu, đúng không ạ? Hôm nay là ngày thứ sáu đen và toàn bộ cái quá trình thị trường hôm nay suy giảm rất là mạnh, thụt giảm đến 20 thậm chí 30%. Thế là đến lúc mà tôi ngồi đọc và làm clip này là thị trường đã thanh lý đâu đấy là gần 550 triệu đô la và 17 hơn 17 vạn tài khoản đã ra đi, bị cháy tài khoản tại vì chơi long short, chơi future. Thì chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta đầu tư ở bất kỳ mảng gì, nếu chúng ta dùng đòn bẩy tài chính quá mạnh và cái dòng tiền của chúng ta không đủ để thực hiện được, thì như vậy là chúng ta rất dễ là sẽ bị thất bại trong quá trình đấy.
Nhưng với những người mà có vốn đầu tư bằng tiền nhàn rỗi và những cái dòng tiền mà có thể bổ sung thường xuyên, thì họ có thể chịu đựng được và vượt qua được những giai đoạn này. Và lúc này chúng ta nhìn thấy là với việc các bạn nắm bắt được quá trình quảng cáo, chúng ta sẽ có dòng tiền đều đặn để có thể thực hiện được việc tích lũy và đầu tư sang các mảng khác nhau. Tại vì ở đây chúng ta nhìn thấy là nếu các bạn nắm quảng cáo tốt, chúng ta có thể bán hàng qua Google. Khách hàng có nhu cầu, chúng ta bán. Rồi chúng ta quảng cáo qua Facebook đối với những cái mặt hàng có nhu cầu, ví dụ như là quần áo thời trang, giày dép, rất nhiều kiểu để có được nhiều tương tác và chúng ta thu hút được khách hàng tiềm năng. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta cũng có thể chạy được tiếp các quảng cáo tiếp thị lại và nhiều kiểu quảng cáo khác nhau để cuối cùng là chúng ta sẽ có một lượng khách hàng đều đặn. Và với cái dòng tiền ngày nào cũng có mà chúng ta bán được thông qua các hoạt động này thì có thể quay ngược lại và chúng ta tái đầu tư một phần vào kinh doanh, một phần nữa chúng ta vứt đi sang các cái mảng khác. Và như vậy thì rõ ràng là anh chị sẽ đạt được hiệu quả một cái lâu dài nếu mà chúng ta nắm bắt được về quảng cáo. Chúng ta có thể thấy là dịch bệnh thì sẽ không thể chấm dứt trong một sớm một chiều. Và lúc này thì tôi cũng vẫn có một cái để khuyên mọi người trong toàn bộ quá trình khi mọi người muốn khởi nghiệp và kinh doanh. Rất nhiều người kinh doanh, nhưng mà chúng ta đều thấy một việc là khi chúng ta kinh doanh, ok, sản phẩm của chúng ta, nếu mà anh chị có được độc quyền thì chúng ta có thể là bán hàng tốt được. Nhưng nếu sản phẩm của chúng ta không độc quyền mà sản phẩm này dễ dàng bị người khác sao chép, và những sản phẩm này rõ ràng là chúng khi mà chúng ta bán chúng ta sẽ phải quảng cáo và tiếp cận, thì cái việc mà chúng ta chạy được quảng cáo nó sẽ giúp cho mọi người tiết kiệm được chi phí, tức là đỡ phải thuê nhân sự. Rồi tiếp theo nữa là mọi người cũng nắm bắt được một cách chính xác về sản phẩm và biết quá trình của sản phẩm đấy như thế nào. Và từ đó bắt đầu chúng ta mới có thể thực hiện tiếp được các cái việc liên quan đến vấn đề về việc là duy trì hoạt động kinh doanh và phát triển. Cho nên là cái vấn đề mọi người tự nắm bắt được quá trình quảng cáo đều rất là quan trọng. Và đến giai đoạn năm nay, năm 2021, chuẩn bị bước sang năm 2022, thì chúng ta có thể nhìn thấy là quảng cáo của Google đã đi được cùng với chúng ta trên 15 năm rồi. Quảng cáo của Facebook cũng đã đi vào thị trường Việt Nam cũng 8 đến 10 năm rồi. Và các hình thức quảng cáo khác sắp tới, ví dụ như là quảng cáo TikTok, quảng cáo trên hệ thống kính thực tế ảo VR và rất nhiều những hệ thống khác, khi mà nó đã đi vào cái phần hỗ trợ của hệ thống liên quan đến thực tế ảo, liên quan đến việc chúng ta thấy là Facebook còn đổi tên thành Meta, tức là nó sang một thế giới khác. Và tất cả nó đều gắn với việc đó là phải quảng cáo. Tại vì khi nó sang thế giới thực tế ảo thì nghĩa là khách hàng người ta sẽ không di chuyển ra bên ngoài một cách thực tế nhiều nữa. Và lúc này mọi thứ nó sẽ đều xuất hiện trong một thế giới song song. Và thế giới song song đấy thì chắc chắn cái việc quảng cáo ở trên Google và Facebook nó vẫn là một cái quá trình mà chúng ta phải thực hiện được. Cho nên bắt buộc mọi người phải nắm bắt được quá trình quảng cáo nếu chúng ta không muốn tụt lùi. Và nếu anh chị chúng ta quan tâm đến việc làm như thế nào để có thể tự tay mình chạy được quảng cáo và tự tay mình triển khai được các cái kế hoạch kinh doanh đối với môi trường Internet, thì hãy inbox lại. Bộ phận nhân viên của tôi sẽ hỗ trợ mọi người trong việc là gửi tặng mọi người tài liệu miễn phí. Và nếu anh chị có câu hỏi gì thêm thì có thể liên lạc trực tiếp với tôi, hotline 097 6724 3x2. Thì bộ phận hỗ trợ của tôi sẽ tiến hành là tư vấn cho mọi người và giúp mọi người biết được đó chính là các vấn đề thắc mắc cần phải giải quyết là gì một cách thấu đáo nhất. Từ đó chúng ta có thể biết cách được trong quá trình chạy thì mình nên chú ý đến những điều gì. Và hy vọng là clip này đã giải thích được cho anh chị và cho chúng ta thêm động lực để bắt buộc mọi người chúng ta sẽ phải nhanh chóng học cách để quảng cáo được trên môi trường Internet. Trong những giai đoạn trước thì có thể chúng ta thấy là cần phải biết tiếng Anh, cần phải biết cách sử dụng máy tính. Nhưng trong thời đại bây giờ, đối với bất kỳ một người nào, kể cả nhân viên văn phòng hay là những người làm một ngành nghề liên quan đến tay chân, thì toàn bộ mọi việc chúng ta cần phải học bây giờ đó chính là biết cách để có thể quảng cáo được trên môi trường Internet. Tại vì chúng ta bắt buộc phải bán một cái gì đó và muốn bán được thì cái việc quảng cáo nó là một vấn đề sống còn. Ok, hy vọng thông qua clip này thì chúng ta có thêm động lực để chuẩn bị sắp tới làm chủ công nghệ quảng cáo trên môi trường Internet.